Giải pháp của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt xung đột ở Ukraine là không trả một xu nào cho quân đội Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết sau cuộc gặp với ông Trump. Ông Orbán mới đây đã gặp cựu Tổng thống Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, theo một tuyên bố từ chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra hôm 8 tháng 3. Theo hãng tin Reuters, ông Orbán cho biết ông Trump đã có kế hoạch chi tiết về cách chấm dứt chiến sự. Thủ tướng Hungary thuật lại rằng, cựu Tổng thống Mỹ nói ông sẽ không đổ một xu nào vào cuộc chiến Ukraine-Nga và do đó chiến tranh sẽ kết thúc, theo Reuters. Ông Orbán nói, nếu người Mỹ không đưa tiền và vũ khí, và người châu Âu cũng thế, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc. Ông nói thêm rằng, nếu người Mỹ không đưa tiền thì người châu Âu không thể tự mình tài trợ cho cuộc chiến này và rồi xung đột sẽ kết thúc. Tuyên bố từ chiến dịch tranh cử của ông Trump về cuộc gặp không đề cập đến Ukraine, chỉ nói rằng hai người đã thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến một quốc gia và tầm quan trọng của an ninh biên giới vững chắc. Ông Trump trước đây đã tuyên bố rằng ông sẽ kết thúc cuộc chiến đó trong một ngày mà không nêu rõ điều đó sẽ đạt được như thế nào. Các đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump tại Quốc hội Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối việc viện trợ thêm cho Ukraine, khiến dự luật trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành riêng cho nước này bị trì hoãn. Cựu Tổng thống Trump trước đây đã bóng gió về tầm nhìn của ông về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, nói rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine nhằm cho phép Moscow tiếp quản các khu vực nói tiếng Nga ở Ukraine. Ông cũng thường xuyên bày tỏ sự thất vọng với các quốc gia thành viên NATO và quy mô đóng góp của họ cho hoạt động phòng thủ tập thể. Các quốc gia trong khối đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong 10 năm qua, nhưng nhiều quốc gia vẫn không đáp ứng được ngưỡng 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Ông Trump từng gợi ý rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ từ chối hỗ trợ các quốc gia NATO chưa đạt ngưỡng, thậm chí còn nói rằng ông sẽ khuyến khích Nga tấn công họ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,